Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn tham quan cái vườn rau của mẹ mình. Từ bên này ra, bên này trước nha các bạn nha. Bên này thì nhà mình có trồng một ít cây bắp cải này. Đây nó chưa cuộn đâu các bạn ạ. Nó vì là rau sạch nhà mình không phun gì cho nên là sâu có hơi sâu một chút nhưng mà rất là đảm bảo luôn. Trồng từ đây này. Đây gọi là để là rau bắp cải hết. Sau này có một ít rau tầm bóp này, mình để dành nó tự mọc cho nên là mình để dành luôn. Bên này thì có một ít rau sống thì ít thôi các bạn, ăn hết rồi. Còn vài cây lác đác thì cắt nốt đi vào một ít rau húng bạc hà nữa. Cái này là các bạn đã biết đấy, cái này là cây hẹ để dán với trứng này. Mấy cái bắp cải này thì mấy cái xà lách này thì phải nó chỉ như này thôi các bạn ạ. Nó là loại loại cuộn như này, không phải có loại lá dài dài kia. Có một loại nữa khác nữa các bạn nha, không giống nhau. Ở bên này thì mình mới gieo được một ít cái rau dền đỏ. Cái rau dền này thì ăn rất là tốt này, rất là nhiều chất sắt và bổ máu các bạn ạ. Cho nên là mình trồng này một ít để thay đổi bữa ăn thì nó vừa có thêm chất nữa. Đây nó vừa mọc luôn. Cái này là mình gieo, sau đó thì các bạn nếu mà các bạn thích thì các bạn cũng có thể nhổ lên ăn hoặc là các bạn hái ngọn nó cũng được. Thì ăn non sẽ ngon hơn. Còn ở bên này các bạn, cái luống này này thì là cái luống này thì là cái luống đậu. Đậu đũa thì nó vẫn chưa, mới bắt đầu leo thôi các bạn ạ, nó chưa ra hoa và chưa ra được đậu thì vì là mình mới cho leo. Cái này thì mình trồng sau đó thì mình sẽ tạo ràm như thế này để leo và sau đó lấy dễ dễ hơn. Thì ở cái gốc của nó các bạn biết mình cho một ít dương vào để vừa giữ được độ ẩm mà nó lại tạo, nó lại tốt cho đất, cho cây nữa. Cái này rơm này giữ được độ ẩm rất là tốt hơn các bạn. Còn bên này thì mình có trồng mấy cái cây tầm bóp xen kẽ với cả mấy quả dưa chuột. Cây dưa chuột thì nó mới bắt đầu phát triển thôi các bạn, chưa lớn. Còn đây là cái vườn rau tầm bóp này, cả một cái luống nên nhà mình để dành. Tại vì là nhà mình rất là thích ăn rau tầm bóp nên là sẽ để cả một luống như này luôn. Còn trồng dưa chuột ở bên trong để khi mà tầm bóp nó hết mùa, sắp hết mùa rồi các bạn ạ, tầm bóp đã ra hoa rồi thì mình sẽ bắt đầu là mình dưa chuột nó bắt đầu phát triển lên. Mình đã để cái hàng rào sẵn này rồi. Còn bên này nhà mình cũng làm cái kiểu rất là hay luôn các bạn. Nhà mình vừa trồng rau cải xong thì nó bắt đầu nở hết hoa này thì mình có để lại một ít giống như này để làm giống. Thì ở gốc của nó các bạn biết, gốc của nó mình lại trồng thêm rau mùng tơi này các bạn thấy. Mình có trồng rau mùng tơi ở các gốc của nó để cho mà sau đó thì mình sẽ phủ rơm lên để giữ, mình khi mà mình tưới nước thì giữ độ ẩm được cho đất này. Sau đó thì cái cây rau cải này cũng che bóng mát cho cái rau mùng tơi của mình để nó không bị nóng quá, tại vì dạo này trời đang rất là nắng các bạn. Thì nó sẽ vừa giữ được độ ẩm này mà lại tốt nữa. Khi mà mình bắt đầu cái cây rau cải của mình già rồi, mình thu hoạch cái giống rồi thì mình cái rau mùng tơi của mình sẽ phát triển. Cho nên là mình rất là tận dụng luôn. Bên này thì mình có một cái cây, cái luống rau muống nữa. Luống rau muống này thì mình là do nhà mình đã mua về ăn. Thì cái gốc của nó mình sẽ tận dụng luôn. Đây các bạn thấy chưa, giờ nó rất là đẹp rồi đây này. Sắp được ăn rồi. Cái gốc của nó là mình tận dụng để mình trồng xuống. Sau đó thì phát triển mình cũng cho rơm vào các gốc của nó này. Những cái luống của nó mình đều cho rơm vào để giữ được độ ẩm.
Còn bên này có một luống nữa, nhưng mà nhà mình vừa mới thu hoạch, vừa mới nhổ vứt đi cái rau mùi xong. Nhà mình trồng hẳn một luống rau mùi ở bên này, sau đó thì đã thu hoạch vứt ở đây rồi, chưa kịp dọn đi luôn. Ở đây có một ít rau, một lá hẹ và một ít rau lá bạc hà nữa. Nhà mình rất là hiếm cái lá bạc hà này luôn, không trồng được nhiều các bạn ạ, nó chưa phát triển. Bên này thì đây các bạn có thấy quen không? Cái này là cái cải cao le, thì nhà mình đã ăn rất là nhiều bữa rồi nhưng mà nó vẫn còn nhiều lá như này. Cái này là cuối vụ rồi các bạn. Nhưng cải cao le cuối vụ rồi thì nhà mình chuẩn bị thu hoạch nốt để nó không bị già quá. Ở đây thì nhà mình có trồng một ít rau mùi này, rau mùi tàu này các bạn này. Đây một ít rau mùi tàu để ở đây. Thì những cái nhìn lá rất là tốt này, nhìn ngon chưa các bạn? Cái lá mùi tàu này mà mình có thể chấm muối với cả giã muối, muối tiêu chanh các thứ xong mà chấm với thịt gà luộc ăn rất là ngon, thì gà nướng nữa ăn cực kỳ thơm luôn. Các bạn có thể thử cái món đấy xem nó có ngon không nha. Cái tơ hoa của nó này các bạn này, cái hoa của nó thì rất là nhiều gai, đâm rất là đau luôn. Mình đi đâu mình sợ nhất là phải bị dính vào cái cây hoa của cái tơ mùi này, cực kỳ đau. Bên này các bạn thấy đấy, bên này mình cũng trồng cái bắp cải. Thì bên này cái bắp cải nhà mình đã già hết rồi này. Cái rau cải này, bắp cải này mình trồng từ trước mùa đông rồi. Nó đã ra hết và cái lá của nó cũng vàng hết rồi các bạn ạ. Ở kia thì có hai chậu hành. Hai chậu hành này thì nhà mình ăn quanh năm luôn. Tại vì là cái hành này là hành ăn lá, không phải là mình nhổ quả cổ lên mà mình sẽ chỉ ngắt cái lá của nó thôi. Cái lá của nó rất là to và thơm các bạn. Bên này thì mình có trồng thêm một ít cái rau tía tô và rau đây, mấy cây rau tía tô và ngải và kinh giới để làm rau sống này ăn rất là thơm. Bên này thì là những cái luống rau cải chân vịt thì nó đã hết rồi các bạn ạ, mình hái hết rồi, già rồi, chuẩn bị nhổ vứt đi được rồi. Và đây chính là toàn bộ cái vườn rau của mẹ mình.